Chào quý vị bà con. Hôm nay Hà Bưởi Ngon sẽ làm clip hướng dẫn quý vị bà con cách phòng trừ sâu bệnh vào dịp quả non như thế này. Đang là cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch. Năm nay thời tiết nắng ấm, ít mưa phùn, nên bưởi đa phần là được mùa. Thời gian này rất cần bà con để ý phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để giữ quả và bón dinh dưỡng tốt, giữ quả, tránh trường hợp dụng sinh lý, dụng luôn cả những quả tròn đẹp nếu thiếu chất dinh dưỡng và sâu bệnh hại. Quý bà con có thể biết vườn bưởi của Hà Bưởi Ngon năm nay rất sai. Đây là bệnh sâu vẽ bùa trên lá non, quý bà con có thể phân biệt. Bệnh sâu vẽ bùa rất dễ phân biệt, bởi vì có những vết sâu ăn lá lằn ngoằn như thế này, hoặc quấn lá săn lại như thế này. Còn hiện tượng nhện đỏ chếch hút trên lá thì quý bà con khó phát hiện hơn, vì nhện đỏ rất nhỏ, nhiều người lớn tuổi do mắt kém sẽ khó phân biệt được. Nhưng quý bà con có thể phân biệt qua lá, lá chuyển sang màu ngả vàng như thế này, tức là đang có hiện tượng nhện đỏ. Nếu lá ngả màu vàng nhiều, tức là nhện đỏ rất nặng. Còn đây là bệnh nấm trên cành và thân cây bưởi. Bệnh nấm như thế này thường đi đôi với dẹp trắng nhỏ ni ti bám xung quanh ở phần trong nấm như thế này, bà con có thể biết. Đây là bệnh nấm trên cành. Bệnh nấm này phát triển nhiều sẽ làm khô cành và chết, ảnh hưởng rất lớn đến quả và chất lượng quả. Đây là bệnh sâu vẽ bùa ăn trên lá, làm giảm quang hợp của lá, có thể bị quăn lá. Sâu vẽ bùa chỉ xuất hiện khi có lá non, nên quý vị bà con cố gắng phòng trừ sâu bệnh từ khi lá mới nhú ngắn, chứ không nên để to như thế này. Quý vị và con phòng trừ sẽ khó hơn, và sâu vẽ bùa đã ăn phát triển mạnh hơn rồi. Sang cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm lịch, khi quả bưởi đã tương đối to như bà con nhìn thấy như thế này, quý vị và con sẽ tiến hành bao trái bưởi bằng túi bao trái chuyên dụng giống như của Hà Bưởi Ngon đây. Và sau đây Hà Bưởi Ngon sẽ hướng dẫn luôn cho quý bà con biết quy trình bao trái bưởi. Và trước khi bao trái, quý bà con nên phòng trừ bệnh kiến trong vườn và dẹp sáp. Sau đó 2 ngày quý vị bà con nên ra vườn bao trái để cho mùi của thuốc sâu bớt nồng nặc đi, đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sẽ tiến hành bao trái, mời quý vị bà con theo dõi quy trình Hà Bưởi Ngon hướng dẫn bao trái bưởi luôn. Trên tay Hà Bưởi Ngon lúc này đang là một tệp túi bao trái gồm 100 cái. Trên túi bao trái như này, quý bà con để ý, phần này là
có sợi dây thép nhỏ ở trên phần này để quý vị bao. Quý vị chuẩn bị một chai dầu thải xe máy như này và một chiếc bát, một chiếc chổi và tiến hành giữ phẳng vết lên miệng túi như này. Mục đích quét dầu thải xe máy lên miệng túi như thế này là để phòng trừ kiến có thể xâm nhập qua đáy túi hoặc miệng túi như này. Quý vị và con chớ có hiểu lầm dùng dầu thải xe máy tưới lên rau muống. Dùng dầu thải xe máy quét lên túi bao trái này khác với dầu thải xe máy tưới trực tiếp lên rau muống nhé. Bởi vì rau muống là hấp thụ trực tiếp và ăn. Còn túi bao trái này, quý và con quét chỉ dính ở trên miệng túi như này và đáy túi như này. Khi bao trái thì sẽ giữ lại phần dầu thải xe máy ở trên đây. Mục đích là để có mùi dầu thải xua đuổi kiến bò qua đường cuống hoặc đường đáy túi như này, chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến quả. Khi quả đã được bao ở trong túi như này thì thuốc trừ sâu quý vị phun bắt đầu từ tháng 4 đến thời gian sắp thu hoạch sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến quả, rất là an toàn. Quý vị và con đừng lầm tưởng như là dùng dầu thải vào rau muống, hai cái hoàn toàn khác nhau. Ok. Quý vị và con lưu ý, nếu bà con không tiến hành quét dầu thải xe máy lên miệng túi và đáy túi trước khi bao thì sẽ có hiện tượng kiến chui vào đây và làm tổ có bọ áp như này. Em sẽ quay gần đây. Quay phóng to. Quý vị và con lưu ý đây này. Nếu quý vị và con bao trái mà không quét dầu thải xe máy thì kiến, những con kiến nhỏ ni ti như thế này sẽ là tác nhân gây bệnh, truyền bệnh, mang những mầm bệnh của dẹp sáp như thế này vào, ảnh hưởng đến quả ở trong đấy cuống như này. Và đây bà con có thể nhìn thấy, trước khi bao túi bà con lưu ý phải quét dầu thải xe máy và tiến hành như này. Bà con lưu ý là buộc chặt lại như này. Ở dưới là dầu thải xe máy, ở trên là dầu thải xe máy. Quả không dính dầu thải xe máy, bà con lưu ý nhé. Đây là biện pháp không phải là mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà là rất là an toàn thực phẩm. Bởi vì khi đã bao trái như thế này, quả bưởi mình phun thuốc trừ sâu sẽ không ngấm trực tiếp thuốc trừ sâu vào, bởi vì đã có túi này bảo vệ. Thứ hai là sẽ làm quả ở trong túi này phát triển to, lớn hơn, nhanh hơn và sẽ ít hạt hơn. Đặc biệt sẽ phòng được bệnh cháy nắng, giám nắng vào mùa hè của miền Bắc rất lớn. Nắng rất nóng sẽ làm cho cháy xém quả và rụng mất, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và kinh tế của quý vị bà con. Sau đây mời quý vị bà con theo dõi Hà Bưởi Ngon bao trái một nát.
Còn sau đây là những hình ảnh thuốc phòng trừ sâu bệnh Hà Bình Ngon vừa hướng dẫn các loại sâu bệnh cho quý bà con. Còn đây là thuốc phòng trừ và phân bón lá cung cấp chất vi lượng cho lá và cây, giúp đậu quả giữ lại quả và phát triển quả lớn hơn. Thứ nhất, đây là dòng đặc trị bệnh dẹp sáp trên cây lúa hoặc cây ăn trái. Thứ hai, đây là dòng Emacimex và Senexon, là hai dòng trị bệnh sâu vẽ bùa, sâu ăn lá, bọ cánh cứng ăn lá trên cây ăn quả. Quý vị có thể mua và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Với dòng Senexon này, quý vị sẽ bóc vỏ ra ở phần ghi chú như thế này để đọc hướng dẫn sử dụng. Đây là hai dòng trị sâu vẽ bùa, sâu ăn lá, bọ cánh cứng ăn lá. Còn đây là ba dòng thuốc trị nhện đỏ. Thứ nhất là Superlex, một nọ nhỏ 100ml như thế này, phun được 4 đến 5 bình 18 lít, tức khoảng 80 đến 100 lít nước. Đây là thuốc PE 500cc, một nọ như này quý vị pha được 200 lít nước. Đây là tên thuốc sạch nhện, loại này quý vị và con có thể pha được 300 lít nước. Và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, vì thời gian có hạn Hà Bưởi Ngon sẽ không hướng dẫn tỉ mỉ được. Còn đây là hai dòng chuyên trị nấm. Thứ nhất là Anvin của công ty sản xuất Syngenta, một nọ như này quý vị pha được 2 bình 18 lít. Và đây là dòng Zidomin, một gói 100g như này, quý vị pha được 30 lít nước nếu phun phòng trừ. Còn nếu bệnh nặng như chảy gôm ở gốc cây, quý vị nên pha 10 đến 15 lít nước quét vào gốc cây, sau đó đổ xuống gốc để trị bệnh. Xì mủ chảy gôm cũng nằm ở một trong những dạng nấm trên cây con muối. Giá thành là 40.000 một gói như thế này. Còn đây là phân bón đa yếu tố giúp kích thích sinh trưởng của cây, của rễ và làm cho quả lớn nhanh, kháng sâu bệnh. Thời gian này quý vị và con nên pha cùng để phun. Nếu số lượng diện tích lớn trong vườn, quý bà con nên sắm cho mình một bộ dụng cụ phun thuốc trừ sâu như này. Đây là bộ máy rửa xe dùng để phun thuốc trừ sâu và một thùng đựng nước. Có thể quý vị mua một thùng 120, 140 hoặc 200 tùy theo diện tích lớn nhỏ của quý vị để mua cho phù hợp với gia đình. Còn đây là chiếc béc để phun thuốc trừ sâu. Chiếc béc này rất tiện lợi, có thể xoay điều chỉnh hướng theo ý muốn của quý vị bà con. Và có thể chỉnh to nhỏ được như này. Sau đây mời quý vị bà con có thể theo dõi Hà Bưởi Ngon hướng dẫn thực hiện ngay trên chiếc máy này. Bà con có thể hình dung ra phun được rất xa và cao. Con sẽ tiến hành phun thử ở chiếc vòi như này cho quý bà con hình dung. Quý bà con thì rất là cao.
Cho bông. Yeah. Ừ, đúng rồi.